Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2021. Theo như thông báo hàng về sớm của buổi tối ngày hôm qua, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có một số các sản phẩm về với cửa hàng là những chiếc đài, những chiếc đồng hồ. Cập bến thì đã có những vị khách hàng chốt đơn và lần lượt cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ thông báo những sản phẩm được những vị khách hàng ở xa đã chốt những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, và mỗi clip cửa hàng thông báo những sản phẩm được khách hàng chốt đơn, đây cũng là hình thức quảng cáo bán hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh, để quý khách hàng có thể theo dõi bên cửa hàng, biết những sản phẩm gì về và những sản phẩm gì đã có chủ. Vâng, clip này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cho hai vị khách hàng có địa chỉ tại Hải Phòng và Hà Nội đã chốt đơn. Một vị khách hàng có địa chỉ ở Hải Phòng, anh đã chốt một chiếc đài Lationa RQ4050 còn nguyên thùng hộp. Và sản phẩm tiếp theo là một vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt một chiếc đồng hồ gác chuông. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn còn rất nhiều những sản phẩm để cho quý vị và các bạn theo dõi kênh. Các bác muốn chốt những sản phẩm gì thì bên cửa hàng vẫn sẵn hàng để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách nhé. Vâng, sản phẩm của ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi chiếc đài Lationa còn nguyên thùng xốp, xin gửi cho anh Bùi Đắc Hân có địa chỉ tại thôn Cao Bộ, xã Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng. 1 giờ chiều cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ gửi xe cho anh khách hàng. Vâng, xe đi rồi anh nhé. Chắc là 11 giờ hoặc là 10 rưỡi đến đây. Vâng, có mi, có loa mi này, 10 cuốn băng cho đi trước. Vâng, vâng. Rồi. Vâng ạ, hai cái đấy về em sẽ báo anh sang nhé. Tình yêu thấm nồng khi chờ gió. Yên tâm, chỉ có đẹp xuất sắc thôi, đẹp giả thêm tiền em nhé. Vâng, thế nhé, em chào anh. Vâng, đây là hai sản phẩm mà được hai vị khách hàng có hai địa chỉ ở xa chốt đơn. Thì cửa hàng sẽ test nhạc qua để thông báo cho quý khách hàng theo dõi kênh cũng như là vị khách hàng đã chốt sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Thì bác biết là sản phẩm của mình đang hoạt động hoàn hảo, ok. Xin gửi cho bác Bùi Đắc Hân này. Vị khách hàng tiếp theo xin gửi cho anh khách hàng có địa chỉ tại Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội, một chiếc đồng hồ treo tường gác chuông. Vâng, chiếc đồng hồ này thì cửa hàng thông báo chi tiết hôm qua rồi ạ. Có hai ông già Noel đang gác chuông ở đây ạ. Vâng, cửa hàng thì đang test cho quý vị và các bạn nghe chiếc đài 4050 đây ạ. Để thương suốt cả ngày em cần khi xa nhau đến. Cửa hàng đang test chính với cuốn băng là Lationa nhé. Cửa hàng ghi là tình ca xứ Nghệ đây ạ. Em nhớ ngay. Chúng ta hát rất là hành khúc thì yêu cầu chúng ta hát hơi, chúng ta phải hìm kỹ chặt hơi vào để khi hát mình không bị cuốn theo nhạc và vâng, do đó rất là lét luôn, đây là giai điệu cực kỳ lét. Rồi chúng ta hát lại nhé. Nâng anh em một, hai. Nâng anh em trên một chiều xe tăng. Vâng, đây thùng xốp của sản phẩm đây ạ. Đặc biệt thì chiếc này còn rất mới. Cái bao da này họ chưa cả sử dụng cơ. Về các bác có thể tự lắp chút cửa hàng âm thanh Đức Hạnh nhé. Vâng, vậy clip này cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng gửi tới quý vị và các bạn hai sản phẩm đầu tiên cửa hàng xin phép gửi cho hai vị khách hàng có địa chỉ ở Hải Phòng và Hà Nội đã chốt đơn. Còn tiếp theo những sản phẩm được quý vị khách hàng chốt đơn thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ thông báo vào clip sau. Đây là
hai sản phẩm cửa hàng cho đi sớm thì cửa hàng sẽ làm clip thông báo lên kênh trước. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989723148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Hạnh giao hàng toàn quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.